Bị đồn là giải lao dụ dỗ đàn ông để lừa tiền, nữ streamer 2000 tuyên bố sẽ làm đa ngô ra khoai kẻ tung tin thất thiệt. Cô nàng Sufi, một trong những nữ streamer 2K tài năng của xứ sở Kim Chi, thế nhưng cũng chính vì vẻ ngoài ngây thơ trong sáng ấy đã làm cho Sufi bị dấy lên tin đồn rằng cô cố tình giả nai để dụ dỗ và lừa tiền đàn ông, nhất là những người lớn tuổi. Ban đầu thì đó chỉ là những thông tin đến từ một tài khoản nạc danh, thế nhưng mà mới đây thì một người dùng mạng đã đứng ra tung tin ác ý, hướng đến đích danh nữ streamer. Người này khẳng định rằng, từ khi mới 17 tuổi thì Sufi đã dụ dỗ một người đàn ông giàu để lấy trộm 5 triệu won, là gần 93 triệu đồng tiền mặt. Chỉ có như vậy mà nữ streamer sinh năm 2000 tuyên bố lòng quyết không nhân nhượng, sẽ nhờ cơ quan chức năng vào cuộc và khởi kiện đến cùng. Lần đầu có động thái quyết liệt mà Sufi đã khiến cho đối tượng ác ý nhanh chóng quay xe. Tôi thật sự xin lỗi, những ngày này thì tôi không thể ngủ và tôi đang dành thời gian này để suy nghĩ về việc mình đã làm. Xin hãy tha thứ cho tôi dù chỉ là một lần. Tính tới thời điểm hiện tại thì nữ streamer này vẫn chưa có một lời phản hồi nào cho lời thỉnh cầu của kẻ tung tin đồn mình.